Trung Quốc tấn công Đài Loan, bàn đạp cho giấc mộng đại đế hay chỉ để rung cây dọa khỉ? Kính thưa quý vị, trong chuyến công du của ông Tập Cận Bình tới Mỹ vừa qua, ông Tập đã thông báo với ông Biden rằng Trung Quốc kiên quyết sẽ thống nhất Đài Loan hoặc bằng vũ lực hoặc bằng quyền lực mềm. Nhiều người có thể nghĩ rằng Đài Loan vốn thuộc về Trung Quốc nên việc thống nhất là điều tất yếu. Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như vậy. Đài Loan không chỉ là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, mà nó còn là bàn đạp đầu tiên trong tham vọng nuốt trọn Biển Đông và tiến lên ngôi vị bá chủ toàn cầu của Bắc Kinh. Hòn đảo nhỏ bé này lại nằm ở vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Nếu Trung Quốc chiếm được Đài Loan, không chỉ toàn bộ Biển Đông sẽ rơi vào tay chính quyền Bắc Kinh, mà an ninh kinh tế và quốc phòng của cả khu vực cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vai trò quan trọng của Đài Loan trong bàn cờ địa chính trị toàn cầu. Và nếu Bắc Kinh sử dụng vũ lực đối với Đài Loan sẽ làm đối phó như thế nào? Và những quốc gia nào sẽ đứng lên chống lại sự bành trướng, ngang tàn của Trung Quốc? Tất cả sẽ được giải đáp trong video này. Những thông tin được chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành lời khuyên chính trị hay hành động. Người xem nên tự đánh giá và tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau trước khi đưa ra quyết định cá nhân. Vai trò quan trọng của Đài Loan trong bàn cờ địa chính trị toàn cầu. Đài Loan từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với vị trí địa lý chiến lược, Đài Loan không chỉ là tuyến đầu trong việc bảo vệ an ninh quốc gia của nhiều nước mà còn là điểm nút trong mạng lưới kinh tế toàn cầu. Hòn đảo này thách thức tính hợp pháp và tham vọng bá quyền của chế độ Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc liên tục mở rộng ảnh hưởng và sức mạnh quân sự trong khu vực. Nền kinh tế của Đài Loan nổi lên như một con hổ trong thế kỷ 20, hiện đang đảm bảo vai trò là một cường quốc sản xuất công nghệ tiên tiến. Đài Loan là quê hương của nhiều tập đoàn công nghệ lớn, nổi tiếng nhất là TSMC, nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp này không chỉ đóng góp lớn vào GDP của Đài Loan, mà còn làm tăng cường vị thế chiến lược của hòn đảo trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khả năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm công nghệ cao cấp của Đài Loan đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế toàn cầu, khiến nó trở thành một mục tiêu quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột kinh tế hoặc quân sự nào. Ở góc độ an ninh quốc gia, Đài Loan là chìa khóa của Biển Đông và cũng là pháo đài của bờ biển Trung Quốc. Trong con mắt của các nhà chiến lược Bắc Kinh, Đài Loan và quần đảo Bành Hồ bảo vệ sườn phía đông hoặc sườn biển của lục địa Trung Quốc. Nếu Trung Quốc không lấy được Đài Loan, thì đối thủ của họ có thể sử dụng hai điểm tựa này để phong tỏa bờ biển Trung Quốc và ném bom các thành phố cũng như các tuyến đường giao thông ở phía đông của Trung Quốc. Do đó, Đài Loan hoàn toàn cần thiết cho an ninh của Trung Quốc. Hơn thế nữa, các tuyến hàng hải từ Viễn Đông đến biển phía Nam Ấn Độ Dương và Suez phải đi qua eo biển Đài Loan, một trong những tuyến đường hàng hải lớn nhất thế giới. Khu vực chiến lược này dài 350 km, rộng 100 đến 150 km và được bảo vệ bởi đảo lớn Đài Loan và pháo đài hải quân Bành Hồ, nằm giữa Đài Loan và bờ biển Phúc Kiến. Việc kiểm soát eo biển Đài Loan không chỉ ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa toàn cầu mà còn có thể thay đổi cán cân quyền lực khu vực, đặc biệt là trong các tình huống xung đột quân sự. Bản thân Đài Loan sở hữu hai căn cứ hải quân quan trọng là Cơ Long ở phía Bắc và Cao Hùng ở phía Nam. Cả hai đều có bến cảng sâu và được bảo vệ, nơi neo đậu tuyệt vời với cơ sở cảng hiện đại và được kết nối với nhau bằng đường sắt và đường cao tốc. Quần đảo Bành Hồ đầy đá bao quanh thành lũy của nó. Một vịnh sâu và rộng rãi là nơi đặt căn cứ hải quân Mã Công. Trong lịch sử, hạm đội Pháp đã chiếm đóng quần đảo Bành Hồ trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc năm 1884. Pháp coi đây là căn cứ hải quân tuyệt vời cho các hoạt động trên Biển Đông. Trong Thế chiến thứ hai, quân Nhật Bản đã sử dụng Đài Loan và Bành Hồ làm căn cứ hoạt động. Trước tiên là chống lại Trung Quốc trong các chiến dịch ở Mã Lai, Philippines và Indonesia. Trong suốt 8 năm chiến tranh Trung-Nhật, chúng đã được sử dụng một cách hiệu quả để phong tỏa Trung Quốc. Máy bay địch đóng tại Đài Loan đã xâm nhập tới tận Hán Khẩu trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh xâm lược. Về mặt lý thuyết, có thể thấy rằng Trung Quốc chiếm Đài Loan đơn giản chỉ là phòng thủ an ninh. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Nhìn trên bản đồ này, chúng ta sẽ thấy eo biển Đài Loan nằm ở đúng điểm nối của Biển Hoa Đông và Biển Đông. Do đó, hòn đảo này như một vọng các cực kỳ quan trọng để quan sát cả hai vùng biển chiến lược này. Điều đáng nói là Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền của mình ở cả hai vùng biển trên, cho nên Đài Loan
trở thành một vấn đề mấu chốt trong việc thôn tính biển Hoa Đông và biển Đông. Xét về mặt địa chính trị, vị trí chiến lược của Đài Loan ở Đông Á mang lại cho nước này tầm quan trọng địa chính trị đáng kể vì nhiều lý do, trong đó không thể không kể đến việc nó gần các cường quốc trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đài Loan đóng vai trò cửa ngõ để kiểm soát hoạt động hàng hải của cả ba cường quốc này, cho nên nếu ai có quyền kiểm soát hòn đảo này, đồng nghĩa với việc sẽ đe dọa được đến ba cường quốc kể trên. Điều này thúc đẩy Trung Quốc không thể để hòn đảo này rơi vào tay đối thủ, do Đài Loan nằm gần biển Hoa Đông và biển Đông, nơi có hai tuyến đường hàng hải quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho khối lượng thương mại toàn cầu đáng kể. Chỉ riêng biển Đông đã chứng kiến khoảng 1/3 lưu lượng vận tải biển toàn cầu đi qua vùng biển này, vận chuyển thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô mỗi năm. Do đó, nếu kiểm soát được Đài Loan, đồng nghĩa với việc sẽ thao túng và kiểm soát được sự ổn định của khu vực cũng như là nền kinh tế toàn cầu. Đây lại là một nguyên nhân nữa lý giải cho tham vọng của Bắc Kinh. Một yếu tố nữa về địa lý, đó là Đài Loan là một phần của chuỗi đảo thứ nhất, là chuỗi quần đảo trải từ Nhật Bản qua Đài Loan, Philippines đến Indonesia. Chuỗi đảo này đóng vai trò như một rào cản tự nhiên giữa Tây Thái Bình Dương với biển Hoa Đông và biển Đông. Bởi vậy, nếu Trung Quốc có quyền kiểm soát Đài Loan thì nó có thể thúc đẩy tham vọng rộng lớn, đe dọa tới toàn bộ quốc gia nằm trên vành đai mà chuỗi đảo đi qua, trải dài từ Nhật Bản tới tận cùng của Indonesia và thậm chí là đe dọa tới cả Australia. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ Đài Loan đóng vai trò quan trọng trong bàn cờ địa chính trị toàn cầu, không chỉ vì vị trí chiến lược của nó ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mà còn vì vai trò kinh tế và công nghệ của nó. Việc kiểm soát Đài Loan sẽ mang lại lợi thế chiến lược đáng kể cho bất kỳ quốc gia nào, đồng thời ảnh hưởng sâu sắc đến cân bằng quyền lực và an ninh khu vực. Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Đài Loan tiếp tục là một điểm nóng quan trọng cần được theo dõi chặt chẽ. Hiện nay, căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực ngày càng leo thang. Việc kiểm soát Đài Loan không chỉ mang lại lợi thế chiến lược mà còn giúp Bắc Kinh thực hiện tham vọng bá quyền tại biển Hoa Đông và biển Đông. Tầm quan trọng của Đài Loan không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở khả năng kiểm soát các tuyến đường hàng hải quan trọng và tạo ra một rào cản địa chính trị lớn đối với bất kỳ quốc gia nào có ý định thách thức quyền lực của Trung Quốc. Việc chiếm giữ Đài Loan sẽ giúp Trung Quốc tăng cường khả năng phòng thủ, mở rộng phạm vi ảnh hưởng quân sự và kinh tế, đồng thời tạo ra một lợi thế chiến lược quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến đường hàng hải và không phận trong khu vực. Chính vì thế, chính quyền Bắc Kinh luôn nhăm nhe, gây hấn đối với Đài Loan và có nguy cơ sử dụng vũ trang làm bàn đạp cho giấc mơ đại đế của mình. Kính thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó. Vào hôm 4 tháng 6, Asia Times đã trích dẫn tuyên bố của Trung Quốc về ý định thực thi luật bắt giữ công dân nước ngoài đi vào vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Quy định này được gọi là thủ tục thực thi pháp luật hành chính dành cho các cơ quan cảnh sát biển Trung Quốc, sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6 năm 2024. Đáng chú ý, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tới 90% diện tích Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chúng ta. Là một công dân của đất nước, quý vị hãy bình luận số 1 xuống bên dưới để thể hiện tinh thần yêu nước, đồng thời phản đối những hành động ngang ngược, yêu sách phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Đài Loan, chìa khóa thay đổi cán cân quyền lực khu vực. Mỹ và các đồng minh không thể ngồi yên. Đối với Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc, chuỗi đảo đầu tiên có tầm quan trọng chiến lược to lớn vì nó đóng vai trò như một sự phong tỏa tiềm năng chống lại lực lượng hải quân Trung Quốc, hạn chế khả năng triển khai sức mạnh của họ ra Thái Bình Dương rộng mở. Vị trí của Đài Loan cung cấp một khu vực lý tưởng cho các hoạt động không quân và hải quân trong khu vực. Hoa Kỳ và các đồng minh có lợi ích lớn trong việc duy trì sự hiện diện quân sự gần Đài Loan để đảm bảo phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ cuộc xung đột hoặc khủng hoảng tiềm ẩn nào ở Đông Á. Ngoài ra, các căn cứ không quân và hải quân của Đài Loan có thể đóng vai trò là cơ sở hạ tầng, hỗ trợ quan trọng cho các hoạt động trong khu vực. Điều này nói lên rằng, trong cuộc cạnh tranh địa chính trị mạnh mẽ hiện nay, Đài Loan đã nổi lên như một điểm nhấn cực kỳ quan trọng. Nếu Bắc Kinh giành được quyền kiểm soát hòn đảo này, thì khả năng hoạt động ở phía đông chuỗi đảo thứ nhất của nước này sẽ được đảm bảo. Hải quân của họ sẽ tiến vào Thái Bình Dương một cách hiệu quả, và khả năng của các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh của họ trong việc kiểm soát các hòn đảo lân cận khác sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, nếu Đài Loan rơi vào vòng kiểm soát của Bắc Kinh, dù rằng biện pháp hòa bình hay bằng vũ lực, thì cán cân chiến lược ở Tây Thái Bình Dương sẽ bị thay đổi không thể khắc phục được. Các quốc gia khác trong khu vực sẽ coi đây là dấu chấm hết cho sự thống trị của quân đội Mỹ trong khu vực. Vị thế của Mỹ ở đây cũng sẽ sụp đổ, trong khi Trung Quốc sẽ lên ngôi trong bàn cờ địa chính trị. Trong bối cảnh này, vai trò của Đài Loan trở nên vô cùng quan trọng đối với chiến lược phòng thủ và an ninh của Mỹ và các đồng minh.
các căn cứ quân sự ở tại Đài Loan có thể cung cấp các điểm triển khai quan trọng, cho phép Mỹ và các đồng minh giám sát và phản ứng nhanh chóng đối với các động thái quân sự của Trung Quốc. Điều này tạo ra một hàng rào phòng thủ mạnh mẽ, ngăn cản Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự ra Thái Bình Dương. Bằng cách duy trì sự kiểm soát của Đài Loan, Mỹ và các đồng minh có thể bảo vệ các tuyến đường hàng hải quan trọng và duy trì sự ổn định trong khu vực. Mặt khác, nếu Trung Quốc kiểm soát được Đài Loan, họ sẽ có khả năng thiết lập các căn cứ quân sự ngay tại trung tâm của chuỗi đảo thứ nhất, từ đó mở rộng tầm với quân sự ra Thái Bình Dương. Điều này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Mỹ và các đồng minh, đồng thời tăng cường khả năng triển khai lực lượng của Trung Quốc. Hơn nữa, việc kiểm soát Đài Loan sẽ cho phép Trung Quốc thao túng các tuyến đường hàng hải quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông thương mại toàn cầu. Tầm quan trọng của Đài Loan không chỉ dừng lại ở chiến lược quân sự, mà còn bao gồm cả khía cạnh kinh tế. Đài Loan là một trong những nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới, và việc kiểm soát hòn đảo này sẽ mang lại cho Trung Quốc lợi thế lớn trong ngành công nghiệp công nghệ cao. Điều này sẽ làm thay đổi cân bằng quyền lực kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển và an ninh của nhiều quốc gia trên thế giới. Góc độ quân sự, chính phủ Trung Quốc cũng dành tầm quan trọng chiến lược to lớn cho chuỗi đảo đầu tiên này, và đặc biệt là Đài Loan. Chuỗi đảo này chạy gần từ Kamchatka đến Borneo, thực sự là một trở ngại chiến lược đối với hải quân của Trung Quốc. Vai trò trung tâm của Đài Loan trong tính toán sức mạnh Thái Bình Dương xuất phát từ một số yếu tố. Thứ nhất, cho đến nay đây là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo giữa Nhật Bản và Đông Nam Á. Okinawa, lớn nhất tiếp theo, chỉ rộng trung bình 7 dặm. Mặc dù nước này có một nửa lực lượng quân sự Hoa Kỳ đồn trú trên đất Nhật Bản, nhưng các căn cứ của nước này có thể dễ dàng bị Trung Quốc vô hiệu hóa khi bắt đầu chiến tranh. Đài Loan, với diện tích đất liền gấp 30 lần, có nhiều không gian hơn để ẩn nấp và cơ động. Trong lịch sử, vị trí của hòn đảo này đã chứng minh nó là một điểm tựa quân sự cực kỳ chiến lược. Ví dụ khi Nhật Bản ném bom Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, nước này cũng đồng thời tấn công Philippines, gây ra thế chiến thứ hai ở Thái Bình Dương. Đó là loạt đạn mở đầu trong chiến dịch của đế quốc Nhật Bản nhằm xâm chiếm và chinh phục Đông Nam Á. Cuộc tấn công trên không được phát động từ đảo Đài Loan, lúc đó nằm dưới sự cai trị của quân đội Nhật Bản. Đài Loan là điểm xuất phát cho các cuộc tấn công vào cả Philippines và Indonesia trong suốt cuộc chiến. Nó đóng vai trò là khu vực dàn dựng và căn cứ tiếp tế chính, duy trì quân đội Nhật Bản ở Đông Nam Á và là điểm kiểm soát mọi hoạt động vận chuyển qua eo biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó nhận định dựa trên yếu tố chiến lược, ngoại trừ Singapore, không có địa điểm nào khác ở Viễn Đông chiếm vị trí kiểm soát như vậy. Cho nên, chỉ cần kiểm soát Đài Loan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và cho phép nước này khẳng định các yêu sách lãnh thổ và hàng hải của mình một cách mạnh mẽ hơn đối với Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Đương nhiên thì đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra sẽ được hiện thực hóa. Mặt khác, Đài Loan nằm ở rìa các tuyến đường vận chuyển hàng hải ở Biển Đông, cách bờ biển Trung Quốc 100 dặm, cách Philippines 200 dặm về phía Nam, cách Việt Nam 900 dặm, cách quần đảo Trường Sa chưa đến 1.000 dặm và cách Nhật Bản chỉ 700 dặm. Trong lịch sử, vị trí then chốt của Đài Loan ngoài khơi bờ biển Trung Quốc và giữa Đông Bắc cũng như Đông Nam Á đã phục vụ nhiều mục đích chiến lược cho các cường quốc trong khu vực, cả tấn công lẫn phòng thủ. Trong thời kỳ hiện đại, Đài Loan vẫn là điểm giao nhau về mặt địa lý của hầu hết các điểm nguy hiểm nhất ở Đông Á. Ngay cả một cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động có thể được tiến hành từ Đài Loan. Góc độ kinh tế, đứng từ góc độ kinh tế của Đài Loan bắt nguồn từ vai trò là một nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực ngành bán dẫn. Đài Loan dẫn đầu trong ngành bán dẫn toàn cầu, ngành cần thiết cho nhiều loại công nghệ từ điện thoại thông minh và máy tính đến ô tô và các hệ thống quân sự tiên tiến nữa. Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC là xưởng đúc bán dẫn lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, chịu trách nhiệm sản xuất chip cho các hãng công nghệ lớn như Apple, Nvidia và Qualcomm. Do đó, năng lực bán dẫn của Đài Loan có tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng và phát triển công nghệ toàn cầu. Ngoài ra, Đài Loan cũng là một trung tâm lớn về sản xuất điện tử, đặc biệt là sản xuất linh kiện máy tính như bo mạch chủ và thiết bị liên lạc. Các công ty như Foxconn và Acer có nguồn gốc từ Đài Loan và đóng góp vào hệ sinh thái sản xuất mạnh mẽ của nơi này. Điều này đã khiến Đài Loan trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu. Ngoài chất bán dẫn và điện tử, Đài Loan còn có sự hiện diện mạnh mẽ trong các ngành công nghệ cao khác như năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến.
những ngành công nghiệp này có tác động đáng kể đến sự đổi mới và tiến bộ công nghệ toàn cầu. Mặt khác, Đài Loan duy trì mối quan hệ thương mại bền chặt với nhiều nước trên thế giới. Đây là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ và có quan hệ thương mại quan trọng với các nước trong Liên minh châu Âu. Chính vì Đài Loan nằm ở vị trí thống trị trong ngành công nghiệp chip, nền kinh tế của nước này được mô tả là không thể thiếu trên thế giới, vì chỉ tính riêng tại Đài Loan đã sản xuất hơn 60% chất bán dẫn của thế giới, và quan trọng nhất là 90% chất bán dẫn tiên tiến nhất. TSMC là nền tảng của cái được mô tả lá chắn silicon của Đài Loan. Cho nên, nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan với sự không chịu khuất phục của người dân trên hòn đảo này, họ sẵn sàng cho nổ tung ngành công nghiệp vi mạch vốn cực kỳ quan trọng đối với thế giới. Từ tất cả những góc độ trên, chúng ta thấy bảo vệ Đài Loan trước Trung Quốc không phải là vấn đề của một quốc gia, mà nó là vấn đề của khu vực và cả thế giới. Vì mục đích thực sự của Bắc Kinh không phải là thống nhất Trung Quốc, mà nó là tư tưởng bành trướng và bá chủ toàn cầu, mà Đài Loan lại nằm trong mục tiêu chiến lược đầu tiên. Vậy làm thế nào để bảo vệ Đài Loan? Thật bất ngờ, Philippines lại là một mắt xích quan trọng trong vấn đề này. Bảo vệ được Philippines, âm mưu của Trung Quốc sẽ bị kiểm soát. Vâng thưa quý vị, địa lý là một bàn cờ hoàn hảo tuyệt vời của tạo hóa, mà ở đó các quốc gia đều có liên kết nương tựa vào nhau, rất giống như một mắt xích hoàn hảo, và Philippines cũng chính là mắt xích quan trọng đó. Vì tầm quan trọng chiến lược của nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Với vị trí gần Đài Loan và vị trí quan trọng nối liền Biển Đông và Thái Bình Dương, Philippines là một đồng minh quan trọng, và trong một cuộc xung đột, họ sẽ là điểm tiếp tế và có thể kiểm soát các điểm huyết mạch trước các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Manila đã cung cấp cho quân đội Mỹ quyền tiếp cận tới 4 căn cứ quân sự của mình, 3 trong số các căn cứ nằm trên đảo chính Luzon gần Đài Loan, trong khi căn cứ thứ 4 ở tỉnh Palawan nằm trên Biển Đông. Động thái này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Philippines trong bối cảnh an ninh khu vực. Đương nhiên, Trung Quốc cũng đánh hơi được điều này từ lâu. Nước này đã công nhận giá trị chiến lược của Philippines nhờ vị trí địa lý thuận lợi. Vị trí gần eo biển Luzon và eo biển Ba Sĩ của đất nước này được xác định là đặc biệt quan trọng vì những tuyến đường này cung cấp khả năng tiếp cận Thái Bình Dương và Biển Đông. Nỗ lực của Trung Quốc nhằm khẳng định quyền kiểm soát đảo Fuga là minh chứng cho thực tế này. Chính vì thế mà năm 2019, tập đoàn doanh nghiệp Fengji của Trung Quốc đã cố gắng thành lập một thành phố thông minh trên đảo Fuga. Điểm đáng chú ý là vị trí hòn đảo này không chỉ cách Đài Loan chưa đầy 400 km, mà còn có tầm quan trọng đáng kể đối với quốc phòng của Philippines. Vì từ vị trí của hòn đảo này, nó sẽ cho phép Trung Quốc thiết lập một trạm quan sát trong biên giới Philippines. Do đó, Manila ngay lập tức xây dựng một căn cứ hải quân của mình trên đảo. Trong trường hợp xảy ra xung đột, Philippines sẽ là hành lang lý tưởng để Mỹ cung cấp đạn dược cho Đài Loan. Do đó, Mỹ phải bảo vệ được Philippines, không phải vì giữa hai nước có ký kết hiệp ước an ninh tập thể, mà còn vì nó là bước đầu tiên để bảo vệ Đài Loan. Nói rộng hơn thì bảo vệ cả đồng minh ở khu vực. Hơn nữa, Philippines giữ vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào giữa Đài Loan và Trung Quốc, vì nước này nằm gần các tuyến đường vận chuyển phía Nam ở Biển Đông và eo biển Luzon đối diện với Trung Quốc. Vị trí địa lý này khiến Philippines trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các bên liên quan. Cho dù có một cuộc xâm lược toàn diện của Trung Quốc vào Đài Loan hay chỉ là một cuộc phong tỏa hải quân đối với hòn đảo này. Trong một video lần trước, chúng ta đã đề cập đến việc mối đe dọa đối với Đài Loan không chỉ đến từ việc Trung Quốc thực hiện vũ lực, mà vấn đề Trung Quốc phong tỏa hòn đảo này cũng khiến cho Đài Loan bị bóp nghẹt. Nhưng nếu như Philippines được Mỹ và đồng minh củng cố mạnh mẽ, thì ý đồ của Trung Quốc khó lòng mà thực hiện. Nhưng việc Mỹ có làm được điều này hay không thì phải đợi xem ai là người lãnh đạo nước Mỹ. Bởi vì, về mặt chiến lược quốc gia thì Mỹ đương nhiên không thể bỏ rơi Đài Loan được. Nhưng về chiến thuật, nếu Đảng Dân Chủ tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ, thì chúng ta sẽ không lạ gì với chính sách Trung Quốc của Tổng thống Obama hay là Tổng thống Biden. Khi đó, Trung Quốc sẽ càng lớn mạnh hơn ở khu vực. Rủi ro và thách thức lớn với Trung Quốc khi thôn tính Đài Loan có lẽ chỉ là rung cây dọa khỉ. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc thôn tính Đài Loan? Có hai rủi ro lớn đối với Trung Quốc nếu họ dùng vũ lực. Thứ nhất, họ sẽ đối mặt với một loạt các quốc gia trong khu vực như Philippines, Brunei, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, vô hình chung đẩy các quốc gia này vào một liên minh chống lại kẻ thù chung. Thứ hai là Trung Quốc có truyền thống lâu đời là bắt đầu cuộc chiến bằng các cuộc tấn công bất ngờ.
học thuyết quân sự của họ coi trọng các cuộc tấn công nhanh chóng áp đảo. Và nếu Trung Quốc có đủ động lực để sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan, thì nước này cũng có thể có đủ động lực để sử dụng vũ lực một cách dứt khoát nhất có thể. Tuy nhiên thì mối nguy hiểm vẫn sẽ là rất lớn. Đài Loan có núi rừng rậm, thành phố và các địa hình khác thuận lợi cho việc phòng thủ. Một cuộc đổ bộ có thể sẽ đòi hỏi phải vận chuyển hơn 100.000 binh sĩ bằng đường không hoặc đường biển vào Đài Loan, đồng thời kiểm soát vùng không và vùng biển xung quanh Đài Loan. Điều này rất khó để thực hiện vì nó có thể rơi vào bãi thủy lôi mà Đài Loan giăng ra hoặc là bị đánh úp do lối đánh du kích. Ngay cả khi Bắc Kinh chiếm hòn đảo này, thì Mỹ và Nhật Bản và các nước khác lập tức sẽ nhảy vào và một cuộc oanh tạc sẽ diễn ra. Nó sẽ tàn phá chính lãnh thổ mà Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát. Và cách tiếp cận này, giống như bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào, sẽ khiến Bắc Kinh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trung Quốc khi này sẽ phải đưa ra lựa chọn mang tính thời đại. Có nên tấn công lực lượng Mỹ trong khu vực hay không? Nếu Bắc Kinh làm như vậy, các tàu và quân đội của họ sẽ trở thành miếng mồi ngon cho sức mạnh không quân và hải quân Mỹ, nếu như Washington chọn cách tham gia trực tiếp. Nhưng nếu Trung Quốc tấn công lực lượng Hoa Kỳ, giết chết hàng trăm hoặc hàng nghìn người Mỹ, thì có lẽ họ sẽ bắt đầu một cuộc chiến với một siêu cường đầy thù hận. Và đây sẽ là một cuộc chiến có nguy cơ tiêu diệt cường quốc hùng mạnh mà ông Tập Cận Bình ôm hoài bão. Nhìn chung, đều có rủi ro chính trị mà ông Tập phải đối mặt, và tất cả đều tương đối lớn. Chính vì thế mà giới quan sát đưa ra nhận định rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Tập quyết định leo thang đối đầu với Đài Loan. Mặc dù rõ ràng ông muốn làm như vậy, Bắc Kinh chỉ có thể cố gắng siết chặt Đài Loan hơn vào năm 2024 hoặc là sau đó. Họ có thể tăng gấp đôi khả năng cưỡng bức dưới hình thức chiến tranh thông qua các cuộc tập trận quân sự, chiến tranh kinh tế và các biện pháp khác. Kiểu chiến thuật này sẽ khiến Washington và Đài Bắc khó xác định khi nào Bắc Kinh thực sự chuẩn bị cho chiến tranh. Nhìn chung thì một cuộc xâm lược toàn diện bằng vũ lực sẽ mang đến những rủi ro từ thất bại quân sự. Và điều quan trọng hơn là sẽ thổi bùng một cuộc chiến liên minh tập thể cùng chống lại Trung Quốc. Nếu như Bắc Kinh sử dụng đe dọa vũ lực mà quốc tế chắc chắn coi đó là hành động gây hấn, khi này một cuộc đáp trả bằng vũ lực sẽ diễn ra và cộng đồng quốc tế sẽ thấy rằng cần phải đồng ý với tuyên ngôn độc lập của Đài Loan. Đây là điều mà ông Tập đã cố gắng ngăn cản suốt nhiều thập kỷ qua. Chỉ cần Đài Loan được công nhận là một quốc gia độc lập, thì đây là một sự xúc phạm đối với tuyên ngôn một Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình luôn tung hô. Đó cũng sẽ là một thất bại chính trị cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Do đó, ông Tập Cận Bình đã đứng trước hai lựa chọn: hoặc không tấn công vũ lực Đài Loan và giữ nguyên hiện trạng Biển Đông, hoặc thực hiện một bước đi gây hấn trước và đặt dấu chấm hết cho chiếc ngai vàng của thể chế mang tên Tập Cận Bình. Nhiều chiến lược gia cho rằng lựa chọn khôn ngoan của ông Tập là nên giữ nguyên hiện trạng. Chỉ cần ông ấy khai hỏa cuộc chiến ở Biển Đông, điểm tựa của ông ấy trong khu vực sẽ bằng không vì địa lý của Trung Quốc được bao vây bởi những kẻ thù. Do đó, chính sách của chính quyền Bắc Kinh chỉ đơn giản là rung cây dọa khỉ, chứ chưa thể tấn công được Đài Loan ở thời điểm hiện tại. Chưa nói đến tiềm lực kinh tế của nước này đang tụt đà phát triển. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cho nên sự có thành phải xem thiên ý. Qua những phân tích chi tiết và toàn diện, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng chiến lược của Đài Loan không chỉ đối với Trung Quốc mà còn với Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Việc Trung Quốc thôn tính Đài Loan mang lại những rủi ro lớn đối với đại lục. Bên cạnh đó, không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế và chính trị. Sự căng thẳng tại khu vực này không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia trực tiếp liên quan mà còn có thể gây ra những biến động lớn trong bối cảnh quốc tế. Các bên đều nên cân nhắc kỹ lưỡng với những hệ lụy to lớn trong tương lai. Video hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chào quý vị khán giả. Trạm Thông Tấn là một kênh độc lập, không liên kết với bất kỳ chính phủ, tổ chức chính trị hay đảng phái nào. Các quan điểm và phân tích trên kênh Trạm Thông Tấn thuộc về đội ngũ sản xuất nội dung. Những thông tin được chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành lời khuyên chính trị hay hành động. Người xem nên tự đánh giá và tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau trước khi đưa ra quyết định cá nhân. Chúng tôi cam kết mang đến cho người xem cái nhìn đa chiều và khách quan về các vấn đề địa chính trị, đồng thời khuyến khích sự đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Nếu thấy hay, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, comment và share. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.